Thưa quý vị, ngày 21 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 600.000 liều vaccine COVID-19 từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Số vaccine này sẽ được sử dụng cho chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn của thành phố, diễn ra từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Trong thời gian tới, tùy thuộc vào lượng cấp phát vaccine từ Bộ Y tế, CDC Hà Nội sẽ tiếp tục tiếp nhận, phân bổ và vận chuyển đến trung tâm y tế các quận huyện trên địa bàn. Trong số vaccine được phân bổ cho Hà Nội có 2.340 liều Pfizer, 60.480 liều Moderna và 563.500 liều AstraZeneca. CDC Hà Nội đã lên kế hoạch phân bổ cho 30 quận huyện cũng như các cơ quan liên quan trên địa bàn thành phố. Cũng theo CDC Hà Nội, để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng vaccine, Hà Nội đã thiết lập hơn 820 điểm tiêm tại 579 xã, phường, thị trấn và xây dựng kế hoạch tiêm lên đến 200.000 mũi một ngày. Để đạt được số mũi tiêm tối đa cần có 1.000 dây chuyền tiêm. Hiện Hà Nội cũng đã dự phòng thêm 200 dây chuyền sẵn và cũng đã tập huấn cho cán bộ y tế phụ trách công tác tiêm chủng toàn tuyến để sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng. Nếu phải thực hiện 200.000 mũi tiêm một ngày thì Hà Nội cũng đã có cái phương án sẵn sàng. Ngoài cái việc mà chúng tôi đào tạo tập huấn nguồn nhân lực chuẩn bị các cái cơ sở vật chất thì con người đặc biệt là tập huấn thì vừa rồi Sở Y tế cũng phối hợp với chúng tôi phối hợp với Sở Y tế đã tiến hành tập huấn các cái điểm cầu cho khoảng độ gần 2.000 các cái cán bộ y tế mà hiện nay còn thiếu các cái chứng nhận đủ điều kiện tiêm vaccine phòng COVID, và cho đến thời điểm này chúng tôi đã hoàn thành được cái việc này rồi, cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc triển khai tiêm nếu như mà có số lượng vaccine đủ cho Hà Nội mà phải phục vụ tiêm trong 200.000 mũi tiêm một ngày, tôi nghĩ là với nhân lực hiện nay thì đảm bảo đáp ứng được cái yêu cầu như vậy. Kế hoạch tiêm chủng của Hà Nội đã rất là sẵn sàng với 1.200 dây chuyền tiêm chủng ở trên tất cả các quận huyện và các điểm tiêm chủng cố động cố định, điểm tiêm chủng lưu động. Và chúng tôi đã sẵn sàng tập huấn cho tất cả các cán bộ y tế trong từ khâu tiếp đón, khâu khám sàng lọc, kỹ thuật tiêm cũng như là theo dõi sau tiêm. Và đặc biệt là chúng tôi đã có 100 tổ cấp cứu lưu động để mà cấp cứu trong những trường hợp cần thiết. Với những cái kế hoạch sẵn sàng như vậy thì ngành y tế luôn luôn chủ động trong cái việc mà tiếp nhận nguồn vaccine. Và thời gian thì sẽ phụ thuộc vào cái sự phân bổ vaccine của Bộ Y tế phân bổ cho Hà Nội. Nhưng mà để sẵn sàng và chủ động trong cái kế hoạch triển khai thì chúng tôi đã thực hiện diễn tập, và tại các điểm diễn tập thì cũng có những cái rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai, và chúng tôi hy vọng rằng là Hà Nội luôn luôn chủ động và đảm bảo những cái yêu cầu của Bộ Y tế tiêm sớm nhất, nhanh nhất, an toàn nhất, đồng thời thì cũng luôn luôn là đặt cái lợi ích của người dân lên trên hết trong vấn đề tiêm chủng. Hiện nay tại CDC Hà Nội, tổng số liều vaccine có thể bảo quản tại kho trung tâm khoảng hơn 300.000 liều. Tại các trung tâm y tế và tại các trạm y tế, hiện có 34 tủ bảo quản, sức chứa tối đa khoảng 10.000 liều một tủ. Chưa tính vaccine tiêm chủng mở rộng, sức chứa thêm khi bảo quản cả vaccine tiêm chủng mở rộng trung bình khoảng 8.000 liều. Tại trạm y tế, có hơn 480 tủ bảo quản vaccine, sức chứa thêm khoảng 2.500 liều một tủ. Như vậy, tính tổng cộng, số liều vaccine có thể bảo quản là hơn 1,27 triệu liều. Với số lượng vaccine hiện nay, hệ thống dây chuyền lạnh của thành phố vẫn đảm bảo được. Tuy nhiên, nếu số lượng tăng lên hàng triệu liều một đợt thì sẽ cần sự hỗ trợ của quân khu thủ đô. Trong tuần này thì theo cái kế hoạch của Bộ Y tế thì thành phố Hà Nội sẽ có thể tiếp nhận từ 5 đến 600.000 liều. Tuy nhiên thì cái số lượng nó cũng sẽ về theo từng đợt. Thế và hiện nay thì thành phố cũng đã có phương án triển khai cái chiến dịch tiêm vaccine phòng chống COVID-19 trên địa bàn toàn thành phố. Thế và chúng ta sẽ phấn đấu là vaccine về đến đâu là chúng ta sẽ tiêm ngay đến đó, với cái mục tiêu là nhanh nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất. Với cái lưu lượng, với cái số lượng mà vaccine cấp về thành phố thì hệ thống dây chuyền lạnh của thành phố vẫn đảm đương được. Nhưng tuy nhiên nếu như mà số lượng nó sẽ tăng lên, ví dụ hàng triệu liều, 2 triệu liều một đợt, thì lúc đó là sẽ phải có cái sự hỗ trợ của hệ thống dây chuyền lạnh của quân khu thủ đô. Hiện nay thì thành phố cũng sẽ có hai cái hệ thống, một là của hệ thống tiêm chủng thường xuyên, hai là hệ thống của Bộ Tư lệnh thủ đô. Được biết, tính đến ngày 21 tháng 7, trên địa bàn thành phố đã có 2 triệu người đăng ký tiêm chủng COVID-19. Hiện người dân vẫn có thể đăng ký tiêm vaccine trực tiếp tại xã, phường, thị trấn hoặc đăng ký online trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 hoặc tải ứng dụng sổ sức khỏe điện tử cho điện thoại dùng hệ điều hành Android và iOS.